chào tất cả các bạn, mình là Hạ Vi và hiện tại Hạ Vi đang có mặt tại cơ sở 15 Trần Nhân Tông của Bộ Tỉnh Tân Châu. Các bạn thân mến, chỉ còn một tuần nữa thôi là đã đến Giáng sinh rồi. Và đây được xem là một trong những ngày lễ lớn trong năm. Và ngoài ý nghĩa theo đạo Thiên Chúa ra thì Giáng sinh còn được xem là ngày lễ của tình thân và gia đình, khi tất cả mọi người cùng quây quần và tụ tập bên nhau, cùng tạo ra những kỷ niệm thật đẹp. Và như các bạn có thể thấy thì không khí Giáng sinh hiện nay đang tràn ngập khắp không gian của tỉnh Tân Châu. Có rất nhiều đồ trang trí đã được trưng bày tại đây để cùng tạo ra một không gian vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo chân Hạ Vi để cùng đón xem những không gian vô cùng ấm cúng của tỉnh Tân Châu nhé. Nhằm gửi những lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng Bảo Tính Minh Châu trong suốt một năm qua, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khách hàng nhân dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương 2020. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, tất cả những khách hàng khi mua sắm những sản phẩm trang sức tại Bảo Tính Minh Châu đều sẽ có cơ hội sở hữu những phần quà vô cùng giá trị và ý nghĩa. Vào 20 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2019, Bảo Tính Minh Châu sẽ tổ chức một buổi livestream với chủ đề trang sức cho Giáng sinh và Tết Dương 2020. Và đến với buổi livestream này, Bảo Tính Minh Châu sẽ giới thiệu xu hướng lựa chọn trang sức cho Giáng sinh và Tết Dương 2020, đồng thời tư vấn cách lựa chọn trang sức sao cho phù hợp với trang phục, cũng như là tư vấn những món quà ý nghĩa để gửi tặng đến những người thân yêu nhất, góp phần làm cho Giáng sinh và Tết Dương 2020 thêm rạng rỡ, trọn vẹn nhất. Xin mời quý khách hàng cùng đến tham quan và trải nghiệm tận mắt để cùng cảm nhận được những vẻ đẹp của trang sức cũng như là không gian mua sắm chuyên nghiệp tại đây và từ đó đưa ra những sự lựa chọn phù hợp cho trang sức mà mình cần. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến đường hotline miễn phí 1800 585 899 hoặc qua website btmc.vn và qua fanpage chính thức của Bảo Tính Minh Châu. Vì trong thời gian vừa qua có rất nhiều fanpage giả mạo gây hoang mang khách hàng cũng như là ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh Minh Châu, nên Hạ Vi rất hy vọng khách hàng có thể thận trọng hơn trong việc lựa chọn những trang sức phù hợp cho bản thân mình nhất. Và đến đây xin được cảm ơn quý khách hàng đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại khách hàng trong những video lần sau.